Top 5 truyền thuyết rắn báo thù khủng khiếp nhất. Truyền thuyết rắn báo thù, những câu chuyện ám ảnh nhân loại qua các thời đại. Truyền thuyết về rắn báo thù đã tồn tại từ hàng ngàn năm qua nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới. Trong tâm trí con người, hình ảnh rắn luôn gắn liền với những điều bí ẩn, nguy hiểm và quyền năng siêu nhiên. Loài rắn không chỉ gây nỗi khiếp sợ bởi vẻ ngoài và độc tính của nó, mà còn bởi các câu chuyện thần thoại về sự báo thù đáng sợ. Từ thần thoại Hy Lạp với Medusa có mái tóc rắn biến người khác thành đá, đến rắn Naga trong văn hóa Ấn Độ được tôn sùng như một vị thần báo thù. Rắn trở thành biểu tượng của sự hủy diệt, trả đũa và bảo vệ vùng đất thiêng liêng của mình. Những truyền thuyết này không chỉ là những câu chuyện kể lại từ quá khứ mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về sự tôn trọng thiên nhiên và cảnh báo về hậu quả của lòng tham và sự phá hủy môi trường. Qua đó, ta có thể thấy rằng những truyền thuyết rắn báo thù mang theo nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng và bài học nhân văn quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển của xã hội loài người. 1. Truyền thuyết về Naga, thần rắn trong văn hóa Ấn Độ. Naga, một sinh vật thần thoại trong đạo Hindu, có lẽ là một trong những biểu tượng rắn báo thù nổi tiếng nhất trong văn hóa Ấn Độ và Đông Nam Á. Naga được miêu tả là những con rắn khổng lồ, có khả năng biến hóa thành người và sinh vật khác. Chúng thường sống dưới sông, hồ hoặc trong rừng sâu và có vai trò bảo vệ thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước. Trong truyền thuyết, Naga không chỉ là sinh vật siêu nhiên mà còn là vị thần bảo hộ, được tôn sùng và thờ cúng ở nhiều vùng trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Campuchia và Thái Lan. Trong một số câu chuyện, khi con người xâm phạm vào nơi ở của Naga hoặc phá hủy môi trường sống của chúng, Naga sẽ nổi giận và trừng phạt bằng cách gây ra thiên tai như lũ lụt, hạn hán hoặc phun nọc độc hủy diệt. Điều này phản ánh tư tưởng rằng con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng thế giới tự nhiên và các sinh vật trong đó. Một ví dụ điển hình là câu chuyện ở Ấn Độ khi một ngôi làng bị lũ lụt nghiêm trọng sau khi phá hủy khu rừng linh thiêng của Naga. Người dân cho rằng đó là sự báo thù của Naga và đã tổ chức lễ cúng để xoa dịu cơn giận của thần rắn. Điều này càng khẳng định một thực tế rằng truyền thuyết về Naga không chỉ là những câu chuyện thần thoại đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc bảo vệ thiên nhiên. Trong một thế giới hiện đại đang đối mặt với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, câu chuyện về Naga càng trở nên có giá trị hơn bao giờ hết, nhắc nhở chúng ta về hậu quả của việc phá hủy thiên nhiên và sự cân bằng của hệ sinh thái. 2. Medusa trong thần thoại Hy Lạp, biểu tượng của sự báo thù. Truyền thuyết về Medusa là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về rắn báo thù trong thần thoại Hy Lạp. Medusa, một trong ba Gorgon, bị nguyền rủa bởi nữ thần Athena và biến thành một sinh vật với mái tóc là những con rắn độc. Mỗi khi ai đó nhìn vào mắt Medusa, họ sẽ lập tức bị biến thành đá. Điều này đã khiến Medusa trở thành một biểu tượng của nỗi kinh hoàng và sức mạnh báo thù khủng khiếp. Câu chuyện về Medusa không chỉ là một truyền thuyết kinh dị mà còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu xa. Medusa từng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng sau khi bị Poseidon cưỡng hiếp trong đền thờ Athena, cô đã bị nữ thần Athena trừng phạt bằng cách biến thành quái vật. Việc Medusa bị biến thành công cụ báo thù của thần thánh phản ánh một thực tế xã hội đương thời về sự bất công mà phụ nữ phải chịu đựng. Thông qua truyền thuyết này, ta thấy rằng Medusa không chỉ là kẻ thù, mà còn là nạn nhân của hệ thống quyền lực thần thánh, trở thành biểu tượng cho sự trả thù không chỉ dành cho những kẻ đã làm tổn thương cô, mà còn cho những bất công mà cô phải gánh chịu. Trong một xã hội mà quyền lợi phụ nữ còn bị hạn chế, câu chuyện về Medusa đã trở thành một biểu tượng cho sự phản kháng và trả thù. Và sức mạnh của cô không chỉ là hình ảnh của nỗi sợ, mà còn là sự khẳng định quyền lực của những người bị áp bức. Một ví dụ gần đây có thể thấy trong phong trào thăng Me Too, nơi mà nhiều phụ nữ đã đứng lên chống lại sự lạm dụng và bất công, tương tự như cách Medusa chống lại sự bất công mà cô phải gánh chịu. 3. Rắn Kukulcan của người Maya, biểu tượng của sự trả thù thiên nhiên. Kukulcan là con rắn thần trong văn hóa Maya, được tôn sùng như một biểu tượng của sự tái sinh, sự sống và cả sự hủy diệt. Theo truyền thuyết, Kukulcan sẽ xuất hiện khi con người vi phạm các quy luật thiên nhiên, mang theo sự báo thù khủng khiếp bằng cách gây ra bão tố, động đất và các thảm họa thiên nhiên khác. Người Maya tin rằng Kukulcan có thể biến hóa thành một cơn bão khổng lồ hoặc trận động đất để trừng phạt những kẻ phá hủy rừng, núi và sông ngòi. Điều này cho thấy một mối liên hệ mạnh mẽ giữa truyền thuyết về rắn và sự báo thù của thiên nhiên đối với hành vi con người. Truyền thuyết Kukulcan phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa con người và thiên nhiên, nơi mà việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện sinh tồn của con người. Trong bối cảnh hiện đại, khi thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và sự tàn phá môi trường ngày càng gia tăng, câu chuyện về Kukulcan trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Một ví dụ thực tế là sự gia tăng của các hiện tượng thiên tai như siêu bão, lũ lụt và cháy rừng, khiến nhiều nhà khoa học và người dân tin rằng đây có thể là sự báo thù của thiên nhiên. Thông điệp của Kukulcan đã cảnh báo chúng ta từ hàng ngàn năm trước,
thiên nhiên có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp và chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ nó để tránh những hậu quả thảm khốc. 4. Truyền thuyết xà dương trong văn hóa Trung Hoa, lời cảnh báo về sự tôn trọng thiên nhiên. Xà dương, trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, là một vị vua rắn quyền năng sống trong những khu rừng và sông hồ thiêng liêng. Truyền thuyết về xà dương là một câu chuyện về sự trả thù khi con người xâm phạm vào nơi cư trú của loài rắn và phá hủy môi trường tự nhiên. Xà dương có khả năng triệu hồi mưa bão, dịch bệnh và thậm chí là gây ra cái chết cho những kẻ đã gây hại đến ngài. Truyền thuyết này không chỉ mang tính hù dọa mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về việc tôn trọng và bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và phá vỡ sự cân bằng tự nhiên. Một câu chuyện nổi bật về xà dương kể về việc một vị vua đã ra lệnh phá hủy một khu rừng lớn để xây dựng cung điện mới. Khu rừng này được biết đến là nơi cư ngụ của xà dương. Sau khi khu rừng bị phá hủy, vùng đất xung quanh nhanh chóng bị chìm trong hạn hán, khiến mùa màng héo úa và dịch bệnh bùng phát. Người dân tin rằng đây là sự trả thù của xà dương. Để xoa dịu cơn giận của vị vua rắn, nhà vua đã phải ra lệnh dừng tất cả các hoạt động xây dựng và tổ chức nhiều lễ cúng tế để xin lỗi xà dương. Câu chuyện này phản ánh rõ ràng mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong truyền thống Trung Hoa, việc tôn trọng môi trường tự nhiên không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức mà còn là một phần quan trọng của hệ tư tưởng triết học, đặc biệt là đạo giáo và Phật giáo. Thiên nhiên được xem như một thực thể sống động, có quyền lực và linh thiêng. Việc phá hoại môi trường không chỉ gây ra những hậu quả vật lý như lũ lụt hay hạn hán, mà còn dẫn đến sự mất cân bằng tinh thần và tâm linh của con người. Ngày nay, truyền thuyết về xà dương vẫn còn rất ý nghĩa. Trong bối cảnh hiện đại, sự tàn phá môi trường và những hậu quả mà nó mang lại đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Việc rừng nhiệt đới Amazon bị tàn phá hay vấn nạn ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc là những ví dụ điển hình về việc con người đang đánh mất sự tôn trọng với thiên nhiên. Nhiều nhà hoạt động môi trường hiện nay cũng nhấn mạnh rằng, giống như trong truyền thuyết xà dương, thiên nhiên sẽ trả thù con người nếu chúng ta không biết cách bảo vệ và gìn giữ nó. Truyền thuyết xà dương cũng gợi nhắc về sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Nó dạy chúng ta rằng, nếu con người biết sống hòa hợp với thiên nhiên, chúng ta sẽ được bảo vệ và ban phúc. Nhưng nếu con người vi phạm luật lệ của thiên nhiên, chúng ta sẽ phải trả giá đắt, không chỉ về mặt sinh thái mà còn về mặt tinh thần và tâm linh. 5. Tiamat trong thần thoại Babylon, sự báo thù của vũ trụ. Tiamat trong thần thoại Babylon là một trong những con rắn biển khổng lồ mang tính biểu tượng cho sức mạnh của đại dương và sự hỗn loạn nguyên thủy. Là mẹ của tất cả các vị thần, Tiamat ban đầu được coi là hiện thân của sự sinh sôi và tạo ra thế giới. Tuy nhiên, sau khi bị phản bội bởi các vị thần con của mình, bà đã nổi giận và quyết định trả thù bằng cách phun lửa và nước độc, tạo ra quái vật khổng lồ để hủy diệt thế giới mà bà từng sinh ra. Tiamat là hình ảnh của sự trả thù đầy dữ dội, nhưng nó không chỉ là câu chuyện của một sinh vật báo thù. Thông qua hình ảnh của Tiamat, truyền thuyết Babylon nhấn mạnh rằng sự hỗn loạn và trật tự luôn đang xen lẫn nhau trong vũ trụ. Khi con người phá vỡ trật tự tự nhiên, sự trả thù của Tiamat tượng trưng cho việc vũ trụ sẽ quay lại cân bằng, nhưng không phải lúc nào cũng dưới dạng hòa bình và yên ổn. Một ví dụ minh họa cho sự báo thù của Tiamat có thể được liên hệ với thực tế hiện nay khi con người đối mặt với những hậu quả của biến đổi khí hậu. Thế giới đang trải qua những hiện tượng thiên nhiên cực đoan như bão lớn, cháy rừng và lũ lụt. Các nhà khoa học cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy trái đất đang phản ứng lại với những hành vi khai thác và ô nhiễm môi trường của con người. Cũng giống như Tiamat nổi giận với các vị thần đã phản bội bà, thiên nhiên cũng có giới hạn chịu đựng và sẽ phản công khi bị đẩy đến mức không thể kiểm soát. Điều đặc biệt trong câu chuyện của Tiamat là sự phản ánh sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ. Thế giới không chỉ là một nơi để con người khai thác, mà còn là một hệ thống cân bằng mà chúng ta phải tôn trọng và duy trì. Nếu không, sự trả thù của tự nhiên sẽ không chỉ là những cơn bão hay lũ lụt, mà còn là sự sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái mà con người phụ thuộc. Thông điệp của câu chuyện Tiamat càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi con người phải đối mặt với những thách thức môi trường ngày càng nghiêm trọng. Giống như các vị thần trong truyền thuyết đã phải đối đầu với cơn giận của Tiamat, chúng ta cũng đang đứng trước thách thức lớn về việc làm sao để sống hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ hành tinh của mình. Ý nghĩa của những truyền thuyết rắn báo thù. Những truyền thuyết về rắn báo thù không chỉ là những câu chuyện hư cấu để giải trí mà còn mang theo nhiều thông điệp sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Từ Naga trong văn hóa Ấn Độ, Medusa trong thần thoại Hy Lạp, đến Tiamat của Babylon và xà dương của Trung Hoa, tất cả đều phản ánh sự trả thù không thể tránh khỏi của thiên nhiên khi con người xâm phạm và phá hủy môi trường sống. Qua những truyền thuyết này, chúng ta nhận ra rằng sự trả thù của rắn không chỉ là nỗi khiếp sợ siêu nhiên mà còn là lời cảnh báo về những hậu quả mà chúng ta phải đối mặt khi không biết tôn trọng thiên nhiên. Rắn là biểu tượng của sức mạnh tự nhiên, của sự sinh tồn và hủy diệt, và thông qua đó,
các nền văn hóa truyền tải những bài học quan trọng về việc bảo vệ môi trường và sống hòa hợp với thiên nhiên. Ngày nay, khi biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự tàn phá rừng diễn ra ngày càng nghiêm trọng, những truyền thuyết về rắn báo thù trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Chúng không chỉ nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường mà còn khẳng định rằng nếu con người tiếp tục đi ngược lại với quy luật của thiên nhiên, hậu quả sẽ không thể tránh khỏi. Như những câu chuyện về xà dương, Kukulkan hay Tiamat đã chứng minh, sự trả thù của thiên nhiên có thể rất khủng khiếp. Nhưng đó cũng là cơ hội để chúng ta tỉnh ngộ và thay đổi cách sống, nhằm duy trì sự cân bằng và hòa hợp với hành tinh mà chúng ta đang sống.